về chứng nhận các giải pháp cơ sở hạ tầng và giao thông của USKI. Tất cả các thành phần của tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông USKI đều được phát triển tuân thủ các quy định hiện hành của quốc tế và địa phương. Việc kết hợp hài hòa các yêu cầu trong nước và quốc tế cho phép sản phẩm USKI có khả năng thích ứng nhanh với bất kỳ thị trường nào. Hơn 600 chuyên gia tham gia vào việc thiết kế, chứng nhận và điều chỉnh các sản phẩm trong USKI Group. Cấu trúc đường ray USKI Transport Octagon trong cơ sở thử nghiệm và chứng nhận của châu Âu. Cấu trúc đường ray USKI Transport Octagon trong cơ sở thử nghiệm và chứng nhận của châu Âu. Cấu trúc đường ray USKI Transport Octagon trong cơ đăng sở thử nghiệm đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Khung xem chi tiết ở phần mô tả video này. Nghiêm ngặt nhất phù hợp với khái niệm vận tải chuỗi, các quy định của Liên Hợp Quốc, EU, Hoa Kỳ, v.v. đối với phương thức ô tô, bao gồm xe điện, xe buýt và đường sắt, tàu điện ngầm, đường sắt của phương tiện giao thông. Các đối tượng phức hợp về giao thông và cơ sở hạ tầng phải đánh giá sự phù hợp là xe EV. Xác nhận sự tuân thủ theo biểu mẫu được cơ quan quản lý, vận tải, an toàn quốc gia, phê duyệt. Hệ thống điều khiển. Thông tin liên lạc. Phần mềm. Hệ thống điều khiển EV đường sắt. Hệ thống kiểm soát các đối tượng cơ sở hạ tầng. Đối tượng cơ sở hạ tầng. Cầu vượt đường sắt dây. Hệ thống năng lượng. Các tòa nhà và công trình kiến trúc. Quá trình xác nhận sự phù hợp của các hệ thống vận tải chuỗi trên toàn cầu. Phê duyệt các yêu cầu với cơ quan quản lý ở một quốc gia cụ thể. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Có liên quan. Xem chi tiết ở phần mô tả video này. Công nghệ cơ sở hạ tầng và giao thông USKI cải tiến và an toàn. Công nghệ cơ sở hạ tầng và giao thông USKI cải tiến và an toàn. Công nghệ cơ sở hạ tầng và giao thông USKI cải tiến và an toàn. Do đó, chứng nhận bất kỳ hệ thống giao thông nào bao gồm cả những hệ thống đổi mới đều là bằng chứng về sự an toàn khi tuân theo các yêu cầu quốc gia và hoặc quốc tế của quốc gia nơi dự án mục tiêu đang được thực hiện. Chương trình đánh giá sự phù hợp phức hợp về cơ sở hạ tầng và giao thông của USKI. Chương trình đánh giá sự phù hợp phức hợp về cơ sở hạ tầng và giao thông của USKI. Chương trình đánh giá sự phù hợp phức hợp về cơ sở hạ tầng và giao thông của USKI. USKI Transport phát triển các giải pháp giao thông và cơ sở hạ tầng áp dụng các phương pháp tiếp cận hệ thống và khuôn khổ luật pháp quốc tế hiện hành, tích hợp trong thiết kế và xây dựng để đảm bảo độ tin cậy và an toàn, khả năng phục vụ và khả năng bảo trì. Ngoài ra, hoạt động của công ty dựa trên các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. Các cách tiếp cận này là cơ sở và đảm bảo việc thực hiện thành công tất cả các yêu cầu để xác nhận sự tuân thủ của tổ hợp USKI với các văn bản quy định. Các công trình kỹ thuật xây dựng bao gồm cầu vượt đường sắt USKI và các ga hành khách được thiết kế theo các yêu cầu của Bộ luật châu Âu, Euroco tiêu chuẩn N1990, N1999, Euroco 0, Euroco 9. Chứng chỉ hợp chuẩn của tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông USKI ở Tiểu vương quốc Saja, UAE, chứng nhận sự an toàn của phiên bản phức hợp USKI nhiệt đới và bao gồm cầu vượt vận tải, kết cấu đường ray dạng chuỗi dự ứng lực, úp cốt EV bánh thép với hệ thống điều khiển tự động, giá đỡ neo kết hợp với kết cấu nhà ga, hỗ trợ trung gian, ga hành khách, trạm dịch vụ bao gồm cả phòng điều khiển và phân xưởng. Giấy chứng đăng nhận ký kênh để xem video mới nhất nhé. Chứng nhận phù hợp của xem chi tiết ở phần mô tả video này. Giấy chứng nhận phù hợp của TUVSV Đức. USKI Group có hai cơ sở thử nghiệm và chứng nhận nằm xen kẽ ở các vùng khí hậu khác nhau như châu Âu và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nền tảng kiểm tra và chứng nhận USKI ở châu Âu. Nền tảng kiểm tra và chứng nhận USKI ở châu Âu. Nền tảng kiểm tra và chứng nhận USKI ở châu Âu. Tại các cơ sở này, tất cả các giải pháp công nghệ đều trải qua nhiều đợt kiểm tra và thử nghiệm trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và miền Bắc. Dữ liệu thu được trong quá trình thử nghiệm được xử lý và nếu cần, các thay đổi về thiết kế và công nghệ sẽ được đưa vào tài liệu. Trung tâm kiểm tra và chứng nhận USKI ở UAE. Trung tâm kiểm tra và chứng nhận USKI ở UAE. Trung tâm kiểm tra và chứng nhận USKI ở UAE. Vị trí địa lý của các cơ sở thử nghiệm và chứng nhận giúp bạn có thể xem xét đầy đủ các đặc điểm khí hậu xung quanh, từ sương giá, tuyết rơi, băng đến nhiệt, muối biển trong không khí và đất, bão cát, để triển khai thêm các dự án vận tải USKI ở bất kỳ đâu trên hành tinh của chúng ta.
đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.